hai đứa thì nói đứa nào cũng nóng tính đó đấy. Giờ hai đứa cho em mở rào cho hai đứa nó quyết định đi. Gấp quá trời gấp, mở rào đi. Nhưng mà giờ gã nó về Di Linh được không? Nói chung á, em thì nhà em thì cũng con cũng không có đông. Mấy đứa? Hai đứa à. Này lớn hay nhỏ? Lớn. Còn đứa nhỏ là trai hay gái? Dạ gái. Thôi gã đứa đi, còn đứa giữ lại miền Tây. Được không? Để cho bé quyết định đi. Em thì nói chung em ít con, em cũng muốn con em gần gũi thôi chứ không có muốn xa. Di Linh gần rồi, mua đất ở chợ nở luôn cũng được. Chỗ mát. Đầu tiên thì chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào tất cả mọi người trong trường quay và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Đỗ Quốc Huy, em đến từ Lâm Đồng. Năm nay thì em 30 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em đang là chuyên viên kỹ thuật của một mảng dự án. Công việc chính của em là giống như là dạng như kiểu là chuyển giao công nghệ, là mình tiếp nhận những cái công nghệ mà từ ban dự án làm ra và các công nghệ chuyển giao cái công nghệ lên cho chi nhánh và chi nhánh sẽ thực hiện bán hàng. Mời nhà gái. Dạ chào chị Ngọc Lan, con chào chú Quyền Linh. Xin chào con. Con tên là Thái Thị Cẩm Thu, năm nay con 24 tuổi, con đến từ An Giang và đang làm việc ở An Giang. Bây giờ mình nói một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Về điểm mạnh của em thì nói chung là vui vẻ, hòa đồng. Khuyết điểm của em thì nói nhỏ quá. Khuyết điểm của em chắc là khi mà đang tập trung làm việc mà có ai làm phiền thì hay bị cáu. Cáu gây giận đúng không? Sao giống Nguyễn Linh đóng cái phim Đồng Tiền Sương Máu vậy? Ai mà đang làm việc ai là tới quậy quậy, tôi quạo rồi tôi la liền à. Dạ. Tính gì mà hay cọc vậy? Hơi cọc á. Tôi đang làm việc tập trung mà cứ là tới quầy 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 hoài. Tới nghe bên đây nè, ưu điểm của mình đi cưng. Dạ ưu điểm của em á là vui vẻ, hòa đồng, lại thích học hỏi. Nhưng mà ai góp ý gì nếu mà đúng á thì em sẽ nghe theo. Còn nếu mà sai thì em sẽ ý kiến lại. Mà mình biết lúc nào mình đúng, lúc nào mình sai không? Dạ nếu mà trong trường hợp đó mình đúng mình sẽ biết được vậy. Ví dụ nhận biết rồi mình làm cái hành động là đúng hay không. Nói chung là rõ ràng. Dạ. Và khuyết điểm là em cũng hay nóng tính với lại cũng hay cọc lắm. Hai thánh cọc gặp nhau rồi. Không, bên đây chỉ cọc lúc làm việc thôi. Em trai có mấy mối tình rồi? Em trải qua nói mà sâu đậm chắc là khoảng hai mối tình. Mối tình thứ hai thì quen bạn ấy được khoảng gần 4 năm. Nhưng mà tại sao lại chia tay? Một phần liên quan đến cái tính cách. Hai đứa không hợp nhau nữa. Dạ đúng rồi, nhưng mà bình thường thì có thể gặp nhau để giải quyết được. Nhưng mà cái khoảng thời gian này khoảng của năm ngoái thì đúng một cái đợt mà giãn cách của Sài Gòn đó, hai người không thể gặp nhau được. Dần dần thì càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Hôm nay tôi làm chương trình này tôi thấy trong đợt giãn cách họ tìm cách họ xa nhau nhiều quá ta. Huy phải mạnh mẽ lên chút xíu nữa. Quyết liệt lên xíu nữa. Tôi tức cái anh này ghê, anh nói càng ngày càng nhỏ tôi không nghe. Để tôi phải đi qua tôi coi coi tướng tá ra sao. Đẹp trai xíu à. Ngon lành trời ơi. Chào em. Mình nói chuyện mạnh mẽ lên. Dạ vâng. Từ bây giờ mạnh mẽ lên nha. Dạ. Mình nghe tình trường của nhà gái nè. Mình mấy mối tình rồi cưng? Em có một mối tình. Cũng chia tay cách đây khoảng 2-3 năm. Là do bạn nam nóng tính lại không có hợp với em, không có hiểu em, không có chia sẻ với em được. Vậy thì cái mong muốn của em có một cái người bạn trai như thế nào? Yêu thương, quan tâm, lo lắng cho cái gia đình nhỏ của mình. Nếu mà ra đường thì sao cũng được. Nếu mình về nhà thì phải biết quan tâm, lo lắng vợ con. Nói chung là không hút thuốc, không rượu chè. Tại không được chữ thề. Em thì đặc biệt không có thích con trai mà có hàng xăm. Tại tính tình thì trưởng thành, có quyết đoán, độc lập một xíu. Mà có hàng xăm không? Dạ không. Bên đây đáp ứng cũng hơi nhiều rồi đó. Nhưng mà có cái hơi cọc tính trong lúc làm việc thôi. Vậy thôi đừng đem có việc về nhà đó. Ở nhà đâu làm việc đâu đúng không em trai? Dạ đúng rồi. Thường thì công việc của em là sẽ làm việc ở trên cơ quan. Nhẹ nhàng gì cọc gì nói. Nói chuyện cũng nên hơi nữa mà cọc. Nói lớn rồi. Rồi bây giờ nói cho bà mối bà nó biết mình muốn có người yêu tiêu chuẩn như thế nào? Ừ. Tính cách thì biết quan tâm, chia sẻ công việc thì có lẽ là cũng cần cái ổn định để cả hai cùng chia sẻ cái công việc cuộc sống sau này. Nhưng mà bạn kia ở An Giang kìa. Ừ, hơi xa đó. Hiện tại thì em đang làm việc ở Hồ Chí Minh nhưng mà đang trong quá trình là chuyển giao và chuẩn bị luân chuyển về hẳn về Lâm Đồng để làm. Cũng nghe là khá xa nhưng mà em nghĩ là nếu như mà đã yêu thương thì nó cũng không là vấn đề. Thì mình cũng cố gắng được. Em có quyết liệt không? Quyết liệt hay không là nhìn nhau mới quyết liệt. Quên. Nhìn nhau mà không hợp, thấy xấu quắc hay gì thì nó không quyết liệt liền. Nhìn nhau giỡn hoài, xin lỗi, bên đây đẹp lắm à. Rồi, chơi qua. Mời. Bên đây là cũng gọi là hot boy đó. Trời ơi. Khi trẻ, 24 tuổi rất là trẻ. Trời ơi. Cái miền Tây dễ thương hết sức luôn vậy đó. Trẻ măng mà dễ thương nữa. Ở dưới quê làm gì quên rồi.
Dạ con thì đang làm nhân viên sale bên công ty Thế Giới Di Động. Dễ thương lắm, dễ thương mà nói chuyện dễ thương lắm. Nói chung nhân viên Thế Giới Di Động nói chuyện dễ thương lắm. Trời ơi, gái quê mà sao mà đẹp quá trời, tóc tai màu sắc dữ vậy không? Trời ơi, cái màu người ta vậy nhã nhặn vậy thôi chứ trời. Cháy quá, nó cháy nắng quá đó. Thấy không? Nếu mà lấy chồng phải theo chồng. Nó nghe là Quy Lâm Đồng là ở Đà Lạt ở đâu đó? Dạ gần Bảo Lộc ạ. Ờ, nhà em là ở Di Linh. Di Linh cực đẹp là nhà. Di Linh cũng có Thế Giới Di Động. Dạ đâu cũng có. Quá đẹp luôn, Di Linh giờ đất đang lên nào ào. Lên đất lên lắm thiệt. Về đó làm sale bất động sản luôn. Ủa nhà mặt tiền không Quy? Có thể mở cửa hàng điện thoại được không Quy? Dạ không, mặt nhà con thì cũng có mặt tiền nhưng mà mặt tiền ở trong hẻm. Trời, hẻm bán cho hẻm thôi. Hài hước ghê vậy, dạ nhà mặt tiền trong hẻm. Nhưng mà anh biết đâu hai bạn này là muốn lập nghiệp Sài Gòn sao? Có thể. Chút nữa hỏi tới thì biết. Có thể, có thể. Dạ. Đi dài Huy. Dạ, hôm nay đi cùng ba và chị hai ạ. Xin chào hai em chị xinh đẹp. Dễ thương và duyên dáng mắt tay. Chào cháu gái. Cách đây khoảng 4 năm là tại xã Hòa Nam, Di Linh, Lâm Đồng. Chắc chắn là chú sẽ nhớ. Làm chương trình vượt lên chính mình. Chính xác. Dạ. Cháu gái thì theo tôi nhận biết ấy, thì cháu cũng dễ thương và hiền hậu. Còn lại là cái quyết định hay không là ở do hai con. Tôi xin hết. Dạ. Cảm ơn chú. Chị hai, góp ý coi chị hai. Con xin chào chú Quyên Linh và chị Ngọc Lan. Thứ nhất là con cũng muốn chia sẻ là con cũng là con dâu của người miền Tây. Ông xã con ở Vĩnh Long. Trời ơi. Dạ. Được. Nhưng mà con lại không có về Vĩnh Long để làm dâu mà ông xã con lại về sinh sống tại Di Linh. Con cũng nhận xét về bạn nữ thì bạn cũng rất là dễ thương. Nhưng mà có nên duyên hay không thì đó là do hai em quyết định chứ chị cũng không có góp ý. Nhưng mà mong muốn thì cũng là mong là hai em cho nhau cơ hội. À, dạ. Cảm ơn. Chú ơi, ở Di Linh mình có trồng gì không chú? Dạ, nhà con trồng bơ, sầu riêng và cà phê ạ. Trời ơi, mới hồi nãy mới nói thèm bơ quá. Mùa bơ cũng sắp tới đó chị Ngọc Lan ơi. Hoài Di Linh giờ đất lên nha. Đi với ai? Dạ con đi với mẹ của con. Em trước hết em xin chào anh Di Linh với Ngọc Lan. Dạ. Chào bên nhà trai. Thì nhận xét bé trai bên trai bên này thì hai đứa thì nói đứa nào cũng nóng tính đó đấy. Giờ hai đứa cho em mở rào cho hai đứa nó quyết định đi. Gấp quá trời gấp, mở rào đi. Nhưng mà giờ gả nó về Di Linh được không? Nói chung á, em thì nhà em thì cũng con cũng không có đông. Mấy đứa? Hai đứa à. Này lớn hay nhỏ? Lớn. Còn đứa nhỏ là trai hay gái? Dạ gái. Thôi gả đứa đi, còn đứa giữ lại miền Tây. Được không? Để cho bé quyết định đi. Em thì nói chung em ít con. Em cũng muốn con em gần gũi thôi chứ không có muốn xa. Di Linh gần rồi, không mua đất ở chợ nở luôn cũng được. Chỗ mát. Dạ. Thôi để hai đứa nhỏ nó quyết đi. Mở rào. Mạnh mẽ lên Huy, nó lớn lên. Món quà tặng em, một chai nước hoa, bằng này em sẽ thích. Dạ, dạ. Em cũng muốn có món quà tặng anh, mong anh sẽ thích nó. Dạ, anh cảm ơn em. Mới có gì đó? Cái ví ạ. Bóp hả? Dạ. Thì chúc chị hai với ba bỏ vô đó mới. Thấy anh ngoài sao, thấy em ở ngoài sao rồi? Anh thấy em ở ngoài rất là dễ thương. Cái gu anh mặc cũng khá là ổn. Có một cái cách nói chuyện là cũng khá là dễ thương. Em thấy thì anh nói chung cũng được. Về dáng dấp thì cũng chưa cao như ý em muốn. Vẻ bề ngoài thì cũng được, không đến nỗi nào. Nhưng mà quan trọng là do tính cách có hợp nhau không. Anh có tính gia trưởng không? Không. Theo em biết thì người Bắc thì cũng gia trưởng hơi nhiều. Chỉ có miền Tây thì dễ tính thôi. Không tính là anh là người miền Tây chứ. Thực ra là anh sinh ở Cà Mau. Sau khi mà sinh thời gian rồi á, thì mới bắt đầu chuyển lên Đồng ở. Và ba mẹ thì cũng sống ở Cà Mau khá là lâu. Nên là cũng gần như là cũng có một chút xíu nữa là người miền Tây luôn. Ba mẹ anh là gốc Cà Mau hay sao anh? Ba mẹ anh là gốc ở ngoài Bắc, Nam Định. Sau đó thì vào trong Cà Mau làm kinh tế mới. Và hiện tại thì vẫn còn các chú và bác nhà nội hiện tại vẫn đang ở dưới đó. Quan trọng là hai đứa có thấy phù hợp với nhau tại đây hay không thôi. Bây giờ hai đứa sẽ tiến tới nắm tay nhau. Mình có thể nói với nhau một vài câu gì đó bằng cả cái suy nghĩ của mình, cả trái tim của mình. Rồi sau đó chúng ta có thể gì đó. Thí dụ, nào hai đứa nắm tay nhau đi. Nhìn thẳng vào mắt nhau nào Huy. Đó, nãy giờ Huy nói chuyện với em gái, Huy thấy thế nào?
Nói thật với lòng mình đi Huy. Nói chung là anh gặp em thì anh thấy cũng em khá là dễ thương. Chung là nếu được thì chúng ta cùng cho nhau cơ hội. Còn những cái chuyện kia thì có thể là sau này nếu mà có cơ hội đi cùng nhau thì chúng ta cùng nhau bàn bạc và tiến tới. Dạ nếu mà thấy phù hợp thì mình cứ cho nhau cơ hội. Nếu mà đủ duyên thì sẽ tới được với nhau thôi. Chị Lan có cái nhận xét là hai bạn rất là đẹp đôi nè. Rồi về tính cách cũng tương đồng với nhau, cọc giống nhau nè. Đẹp trai, đẹp gái đó. Hợp lý. Trẻ như nhau. Sau 3 tiếng đếm 1 2 3 Hết thời gian. Em gái cũng không bấm à? Sao vậy bé? Dạ tại con thấy tim chưa đập. Chị Lan thấy hơi tiếc á, rất là tiếc luôn á. Nhưng mà thôi cái gì cũng có lý do của nó. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Rồi, hai bạn giới thiệu về mình đi mời em gái. Chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào bạn trai bên kia, chào tất cả các vị quý vị khán giả. Em tên là Phan Quỳnh Tị Nhàn, năm nay em 25 tuổi, đến từ Tây Ninh ạ. Công việc hiện tại đang là nhân viên xử lý dữ liệu ạ. Em tên gì em? Phan Quỳnh Tị Nhàn anh. Hả? Tỷ á. Tiền tỷ. Tỷ. À dạ đúng rồi ạ. Tên rất lạ ha. Em thì đang ở huyện Bình Chánh ạ. Mời bạn trai. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Bạn gái bên kia và toàn thể khán giả trường quay. Em tên là Trần Minh Hiếu, năm nay em 25 tuổi. Hiện quê em ở Bình Dương nhưng mà em làm việc là nhân viên kế toán một công ty có trụ sở tại Bình Thạnh. Rồi hai bạn giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Mời em gái. Điểm mạnh của em hả là có khả năng nấu cơm 3 tầng. Hai. Rồi hai cho em. Không khét chính đó. Tầng cuối cùng là khét đó. Tầng cuối là khét anh. Tầng khét. Giữa là chính và tầng trên cùng là sống. Nay đâu có nấu bếp củi nữa đâu em. Đây là nồi cơm điện mà sao được 3 tầng em. Đó là khả năng đặc biệt của em đó anh. Lợi hại quá. Em nấu nồi cơm điện mà vẫn 3 tầng luôn hả? Dạ đúng rồi. Hay quá. Dạ khuyết điểm của em thứ nhất là lười. Nếu mà khả năng mà em có thể ngồi được là em không hề đứng luôn. Một cái nữa là ham ăn. Quán nào mà có ngon á là sẽ hay em. Là sẽ có mặt em. Dạ đúng rồi. Hoang mang quá nhỉ. Hoang mang quá. Rồi công việc nhà ai làm? Nhà của má làm. À bạn trai. Em tịch luôn à hả em? Dạ. Bạn gái bên kia có biết làm gì ở nhà? Bạn có thể làm dọn dẹp mới cười kỳ cái gì không? Dạ mấy cái đó thì cũng biết anh. Nhưng mà có điều là không phải sợ tốn tiền mua trang mới. Tức là dọn dẹp là bể luôn á hả? Dạ. Trời ơi sao em đức tính toàn là giỏi không vậy ta? Nghe có hoang mang chút xíu nào không anh trai? Dạ em hơi hoang mang anh ơi. Không anh nghĩ nó chơi vui thôi. Chứ cô gái bên kia rất là vui nha, hài hước nữa. Anh nghĩ cái đó là cái thành tích khoe chơi thôi. Dạ. Không có là... cái mặt cổ đó bên đây là y chang là nói thiệt luôn. Không có cái nào chơi hết trơn á anh à. Rồi muốn cứu mà cứu không nổi. Thiệt luôn á. Bạn trai ưu điểm khuyết điểm gì em? Thì ưu điểm thì em có thể nói chuyện với bất cứ ai. Nói chung là vô lo vô nghĩ cho nên lơ lâu em cũng hơi vô tâm chút xíu. Trời đất ơi. Hay. Có hai bên nó kỳ lạ vậy. Có ưu điểm gì khá khá chút không? Không hút thuốc. Được. Không uống rượu. Được. Không cờ bạc. Được. Biết nấu ăn. Được. Ủa, cái này được à, em nữ em thích nhưng mà có một cái nhược điểm cũng ngang ngang với bạn đó, lười. Rồi. Biết nấu ăn mà lười vậy có nấu không? Nấu thì nấu nhưng mà yêu cầu bạn đó phải chuẩn bị cho em tất cả các thứ, em chỉ việc nấu thôi. Ở đây ta cũng lười, ta chỉ ngồi không là biến đứng đó. Nhưng mà nói vậy chứ về nhà em cũng phải kèm bạn lá lại chứ. Đúng rồi, đâu có để cho bạn đó lười được. Đúng rồi, mình em lười được rồi. Hả? Thôi cặp này khó quá, bỏ qua đi, vô chuyện khác đi. Tình duyên. Dạ cũng được trải qua được hai mối tình rồi chị. Vậy mà cũng có người yêu luôn á hả? Hay quá. Trước tình đầu là mối tình học sinh. Mối tình mới đây sao chia tay? Tình đó là tình đơn phương chị. Vậy là cái đó có đâu tính là mối tình đâu. Nhưng mà cũng là trái tim rung động được một lần. Mà chắc ảnh biết, ảnh cũng sợ à. Bên kia có mấy mối tình? Bên đây em thì có 3 mối tình. Gần đây nhất thì em quen được 3 năm. Gia đình bạn đó có đạo, có nguyện vọng là con rể là phải đạo gốc. Em bản thân em thì không có đạo gốc cho nên bạn gái bên kia có đạo không? Dạ em đạo cao đài ạ.
Rồi có bắt bằng nhà trai theo đạo, theo đồ gì không? Hay là bình thường? Dạ bình thường ạ. Mẫu người lý tưởng của em sao? Dạ đẹp là được rồi chị. Sao là đẹp? Dạ có Ninh Nguyễn Linh đi. Dạ hả? Dạ còn Nguyễn Linh với bạn trẻ nha chị. Mà đó giờ tôi mới lần đầu tiên tôi nghe người nói đẹp giống Quyền Linh à. Rồi cảm ơn em nha. Kia có giống anh Quyền Linh không? Đẹp trai hơn. Vậy bên đó mong muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Tóc nhà gài tở ngang vai trở xuống. Được. Cao trên 1m55. Mũi cao. Đặc biệt là phải da trắng. Mấy cái mà em kể á là không đạt không sao, nhưng đặc biệt da phải trắng, da phải trắng. Da trắng để làm gì? Để ngắm hả? Dạ không có, tại da em đen quá rồi. Em mà em thì tại em thích trắng. Em có tiền không? Em kiếm vợ trắng á, để có gì đời con em nó vớt lại. Trời ơi, ít nhiều gì nó cũng ra được cái màu cà phê sữa. Kiểm tra có trắng không ha? Dạ. Trời ơi. Sao vậy anh? Trắng tươi. Trắng tươi. Chào em gái. Dạ em chào anh. Nói chung nãy giờ hai bạn nói chuyện ai cũng nói chuyện có duyên hết trơn á. Anh thấy về tính cách hai bạn cũng hợp nhau ha. Có những điều gì mà em không thích ở người đàn ông? Dạ đánh phụ nữ là em không thích thôi ạ. Bên đây không có đánh đâu. Trừ khi em đánh lại thôi. Đâu có đánh đâu là hiền đúng không? Đúng rồi, em hiền như cục đất. Rồi được rồi, dễ thương lắm. Bây giờ thích người mập hay ốm, cao hay thấp? Cao khoảng 1m6 trở lên. Mập cũng được, dễ ốm. Còn ốm thì đẹp, tướng đẹp. Quá dễ, cô này sao không được. Chuẩn à, bên đây xói ca nha. Không có được đâu mà. Nói thiệt là nãy giờ em nghe cô này nói rồi em thấy sao? Mới đầu thì em hơi hoang mang. Nhưng giờ? Mà giờ em thấy đỡ hơn. Sao vậy? Tại vì em thấy bạn đó quán nào mà cũng biết em lại thích người dẫn em đi ăn. Em là tính mê ăn giặt lắm. Đất ơi, rồi tiền đâu, kinh tế đâu, rồi mai mốt còn phải nuôi con đồ nữa chứ. Đó chị ơi, mẹ cái đó đâu có nhiêu tiền chị. Rồi mình có phải làm dâu không em? Không chứ, em là dự định là ở lập nghiệp thành phố. À, chứ làm dâu là cũng khó lòng lắm á. Trời ơi, nhà ba mẹ em dễ lắm. Nói chung dễ chứ cũng không thể nào chịu nổi cô này đâu. Ừ, phải à. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Giận hờn vu vơ chị. Giận mà mình không biết cái lý do giận. Có cái gì phải nói ra, cho biết. Đúng rồi, có gì nói thẳng ra. Còn giận là em để đó cho giận luôn. Đừng có giận dai nghe chưa. Cặp này xứng đôi. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Em đi với ai? Dạ em đi với hai chị và một em gái ạ. Rồi cho chị gặp chị của em đâu. Chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em là chị họ của Nhàn. Nói chung á, nãy giờ Nhàn chia sẻ thì thấy Nhàn thì không tính vậy đâu. Nhàn cũng vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát lắm. Nhưng mà không có lười đâu, nó cũng xuyên lắm á. Chia sẻ nghe ghê quá ha. Dạ, nó chia sẻ bạn trai bên này thì chị thấy là hợp với em đó, với Nhàn. Hai đứa nên cho nhau cơ hội để mình tiến xa hơn ha. Trai đi với ai? Dạ em đi chung với em gái ạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Và chào mọi người. Chị ở bên đây xinh lắm. Chà, hợp với anh Hiếu á. Nhưng mà chắc là còn trẻ sau đó. Cho nên là thời gian mình tìm hiểu, thay đổi phù hợp nhau. Nói chung là cho nhau cơ hội để tiến xa hơn. Khen em đẹp á, nhưng mà điều còn phải thay đổi là chưa trưởng thành đó cưng. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Cảm ơn mày nhỏ mới tặng cho em. Rồi, em cảm ơn. Đầu tiên rồi coi có trắng không. Em gặp anh rồi thì em thấy anh sao? Đẹp trai. Cảm ơn em. Coi có trắng không em? Dạ trắng. Ông nhìn sao mà dê mà ông nói trắng hay thiệt. Tối em hay gọi là đi ăn đồ các kiểu không? Dạ có ạ. Thì rảnh rỗi bạn bè thì cũng rủ nhau đi ăn. Ví dụ như mày muốn, ví dụ như mà em có bấm nút cho anh á thì anh yêu cầu có một mình anh thôi, không cần bạn bè được không? Ok. Vấn đề đó thì thoải mái, em sẽ dẫn anh đi ăn những món ngon luôn. Nhưng mà vấn đề tiền anh trả. Trời ơi, cái đó chuyện nhỏ, anh dẫn đi mà lo cái gì. Ủa tới đây nói chuyện tình yêu, nói chuyện ăn. Tại vì em nghe nói là ăn không đúng không? Con đường dẫn đến trái tim vườn phụ nữ là con đường đi ngang qua cái bầu tử anh. Vậy đó hả? Dạ. Lấy nào về tiền bạc kinh tế trong nhà ai quản lý? Đương nhiên là bạn nữ rồi. Ăn ăn quá à, hết vốn à. Cái đó có người kèm hết chị ơi. Dừng cái tóm mà chị. Thế quan điểm về con cái, người nào thích con trai, người nào thích con gái, nói luôn đi các bạn. Em nói luôn đi. Em nói trước đi. Em thì thích con gái hơn. Ồ, anh cũng vậy.
Anh cũng thích gái. Trời ơi, búng tay nữa mới nghe. Anh tặng cho em một bài hát ha. Bài Cô Bé Ơi của Huy Đức. Rồi. Cô bé ơi, anh nhớ em như ma lung nhớ đồng tiền đúng chưa, như nước đa nhớ cà chua, như môi em nhớ da ua ngọt ngào, cái nhớ nháy qua mà hàng rào, chẳng thèm đăng ký em cứ nhào mà nhào vô anh. Sora anh thấy chẳng đành nên anh ôm lấy rồi anh giữ hoài, nhớ nhào chẳng biết để đâu, lỡ để trên đầu thì tóc nó che đi. Để trồng tôi ao thì thấy cũng kỳ, lỡ đi mà rớt thì lấy gì mà chứng minh, chi bằng da bồ làm thinh, thét lên nhớ quá một mình mà nghe chơi, chi bằng da bồ làm thinh, thét lên nhớ quá một mình mà nghe chơi. Dễ thương, rất là dễ thương. Trời ơi, rất là dễ thương luôn. Phải là bấm bằng trái tim nha các bạn. Bấm nút là để hẹn hò và tiến tới hôn nhân nha các bạn. Bấm nút là phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Suy nghĩ thật kỹ. Một. Hai. Ba. Trời ơi. Trời ơi. Bấm gãy ghế người ta luôn vậy. Bấm ở đâu vậy? Anh diễn tả cái quyết liệt của cô để gái cho em coi. Quyết liệt sao dữ vậy? Cô suy nghĩ thật kỹ, căng mặt khi đếm 2 rồi 3 Ủa? Mà nó không cháy lên tiền. Xí cho em hỏi cái ủ nãy giờ cô cầm nè, em không biết. Dạ là quà tặng hả? Sao nãy giờ không tặng? Bây giờ em mới tặng mới có ý nghĩa à. À rồi tặng đi. Cuộc sống thì vốn dĩ không hoàn hảo, nên bút chì mới có cục gơm. Em hy vọng anh sẽ là chì và em gơm. Hoặc có thể là ngược lại, anh sẽ bồi đáp khuyết điểm của em. Cảm ơn em ha. Rồi nhìn kỹ ảnh đi, rồi nắm tay nhau đi nè. Rồi hôn nhau đi hai bạn. Để im nè. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Vâng, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào các cô chú và các bạn ở dưới. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Tiến Dũng, hiện nay 31 tuổi và hiện tại em đang làm ở Bình Dương. Công việc của em là em làm công nhân cho công ty sản xuất bao tay y tế. Và công việc chính là em bên kiểm hàng. Và ngoài công việc làm công ty ra thì em cũng có đam mê về ngành chăn nuôi. Vâng, em có chăn nuôi vẻ hiêu. Heo hả? Dạ, vâng. Đã, bây giờ hiện tại bây giờ thì em có khoảng gần 100 con. Cái gì dữ vậy? Heo. Wow. Wow dữ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào tất cả quý vị khán giả, chào hai MC và chào bạn nam. Em là Ngọc Ánh, hiện tại em của tuổi 30. Em sinh ra ở tỉnh Quảng Ninh, trong một cái tỉnh nhỏ gọi là thị xã Cẩm Phả. Thì thị xã của em nổi danh là về những phụ nữ đẹp, giống như là mẹ em. À, hiện tại thì em có công việc là kế toán tổng hợp, bên cạnh đó thì em là huấn luyện viên yoga. À. Và đó là lý do vì sao em mặc bộ đồ này, nát nữa em cũng rất hy vọng có thể được biểu diễn yoga cho bạn nam. À, là muốn biểu diễn cho bạn nam xem luôn đúng không? Đã, hay đúng quá. Rồi, mời chàng trai. Em hãy nói một chút xíu về cái khuyết điểm và ưu điểm của em. Trước tiên thì em nói về ưu điểm của em. Em là một người rất chi là thẳng thắn, năng động, muốn hòa đồng với mọi người thì dễ gần gũi. Nói chung là cũng biết chơi về thể dục thể thao như là bóng đá, bóng chuyền, tập bơi. Ngoài những môn thể thao ra thì em cũng biết chơi những môn cờ tướng. Khuyết điểm em là gì? Khuyết điểm của em thì em ăn nhiều này, ngủ nhiều này. Nên là bây giờ người em hơi thừa ký. Sợ ma, sợ rắn, sợ đĩa. Thôi, sợ ma nữa hả? Vâng. Ưu điểm với khuyết điểm của bạn gái là gì? Ưu điểm của em thì giọng nói của em là khá tốt. Ngoại hình thì thể thao. Thì một số người thì họ nhận xét em là em có nụ cười tương đối là đẹp. Dạ. Nụ cười đẹp. Em trai đã trải qua mấy mối tình rồi? Em cũng đã trải qua 3 mối tình. 2 mối tình thì từ hồi em học sinh sinh viên. Thôi bỏ qua đi. Vâng, và mối tình gần nhất ở đây thì mấy năm? Cách đây khoảng 3-4 năm rồi.
Thì em cùng đi quê làm và quen được một bạn gái cùng quê. Hai người cùng quen nhau khoảng gần một năm. Bạn gái về đi làm xuất khẩu lao động bên nước ngoài. Sau này khoảng 4 năm sau thì bạn gái quay về thì mình đã nhận tin là bạn gái đã lập gia đình. Thôi chúc mừng cho người ta đi em ha. Vâng. Bây giờ mình đang lo chuyện mình đây. Bạn gái bên kia? Từ trước đến nay là em quan niệm là không có bạn trai. Rồi em muốn đi làm, em muốn kiếm tiền để cho ba mẹ em yên tâm về em. Rồi bây giờ tại sao em lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em đã thay đổi cái suy nghĩ đó đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mấy một phần nữa là em cũng muốn học một cách yêu một người khác nữa, để cho cái cuộc sống của mình nó phong phú thêm. Dạ. Em đã có vẽ ra cho mình một cái người mẫu lý tưởng như thế nào chưa? Người mẫu lý tưởng của em trước hết là về ngoại hình là phải men, nhìn phải trẻ trung. Cái thứ hai là về tính cách thì là phải chu đáo, đầu đội trời, chân đạp đất. Có nghĩa là giống như là anh ấy phải là người dám làm và dám chịu. Cái thứ ba nữa là về tài chính thì anh ấy phải độc lập về tài chính. Nãy giờ em nghe em trai bên đây nói chuyện thì em thấy cảm giác đáp ứng được bao nhiêu cái điều kiện của em đưa ra, bao nhiêu phần trăm? Anh ấy nói là anh mập, em không mường tượng được là anh mập như thế nào. Làm em giờ cũng hơi hoang mang. Nên coi như là về tiêu chí ngoại hình là có điểm cỡ anh là vừa đó em. Em tưởng tượng đi. Ừ. Vậy thì coi như là điểm cộng cho cái ngoại hình của anh. Trời, tôi điểm cộng hả trời. Đỡ định quá nói, hả? Định nói điểm trừ. Nghe chỉ của anh Linh dạ, cũng rồi. Chuyển qua điểm cộng. Em đang tính nói điểm trừ mà thấy anh Linh nói là giống anh Linh thì điểm cộng. Điểm trời, cộng cảm ơn em nha. Dạ. Anh quay qua cảm ơn em bởi dạ. vì em đã cộng điểm cho anh. Dạ, em chào anh. Cho anh cũng hơi mập đó. Dạ. Ha? Anh bên đây á, thực chất là anh chất phát lắm. Mặt rất đôn hậu. Trong thời buổi này mà có một chàng trai tự nuôi 100 con heo là biết anh chăm chỉ đến mức nào rồi. Mặc dù cũng có công việc rất là ổn định á. Em không thích cái điều gì ở người đàn ông? Em là vô cùng là ghét hút thuốc. Hút thuốc? Dạ, cực kỳ có ghét hút thuốc em? Luôn. Vâng, thuốc thì em không hút. Mừng quá. Rồi bạn trai, mẫu người lý tưởng của em là mẫu người bạn gái của mình là như thế nào? Em thì cũng đơn giản thôi. Em muốn tìm một bạn gái nói chung là ngoại hình thì nói chung là cũng ưa nhìn. Nói chung ăn mặc thì gọn gàng, về tính cách thì phải biết hòa đồng với mọi người, quan tâm mọi người, về công việc thì không quan trọng. Em cũng có công việc mà hơi bận nên là chưa có thời gian để tập yoga nó chứ. Được không, tướng này chuẩn, đâu có mập lắm đâu. Bình thường, vậy là điểm cộng đúng rồi đó. Bao lâu thì em có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu mà hai người hợp nhau thì em sẽ tính đầu năm hoặc là sang cuối năm. Nói chung là hợp nhau thì mình tính càng sớm càng tốt. Tính sớm đi em, giá heo đang lên đó em. Dạ, ok. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái nữa không? Em không thích người bạn gái, chẳng hạn như người bạn gái ích kỷ nè, không tin tưởng vào ví dụ như tình yêu như bạn trai của mình nè. Nhưng mà em, bản thân em thì có chung thủy không? Vâng, bản thân em thì nói chung em nghĩ em cũng là một người rất chi là chung thủy. Tốt, như vậy là được okay. Rồi ha. Quan trọng là mình tìm được người đàn ông chung thủy. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay em gái đi với ai? Hôm nay thì cũng rất là vô cùng cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đến để cổ vũ tinh thần cho em. Thì ngắn chung cũng khoảng 2 dãy ghế đầu của... Hai dãy ghế đầu. Dạ. Khoảng 12 nhân. Nhà gái rất là hùng hậu ha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vậy em muốn nghe ý kiến của ai nè? Em tin tưởng vào cái sự đánh giá và nhận xét về cách nhìn nhận con người của ba em. Nên ba em. Cho em xin nghe ý kiến của ba em trước. Dạ. Rồi. Dạ. Chào chú ạ. Tôi thì là ba của cháu Ánh. Bác thấy là có nhiều cái điểm rất là tương đồng với này. Em Ánh. Theo bác thì hai con sẽ cho nhau cơ hội để có cái thời gian tìm hiểu thêm. Nếu như mà tìm hiểu thêm mà các cháu tâm đầu ý hợp ấy, mà thuận buồm xuôi gió thì đi đến hôn nhân, gia đình thì bác cũng rất là mừng và bác ủng hộ. Dạ, cảm ơn chú. Vâng, cảm ơn bác ạ. Bạn trai hôm nay mình đi với ai? Vâng, hôm nay bên em cũng đi rất chi là đông người. Và đi với ba dì và các bạn đồng nghiệp. Dạ, em mời dì ạ. Xin chào hai MC Quỳnh Linh và Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả. Cháu Dũng nhà tôi thì ăn nhiều, ngủ nhiều mà làm cũng nhiều. Tôi thấy cháu gái bên đây thì tôi thấy cháu cũng hiền, ăn mặc cũng lịch sự. Mà tôi cũng thấy đồng ý. Tôi chỉ mong hai cháu bấm nút hẹn hò và nắm chặt tay để đi đến bến bờ hạnh phúc. Càng nhanh càng tốt, cháu Dũng nhiều tuổi rồi. Dạ, vâng. Dạ nhiều tuổi rồi. Càng nhanh càng tốt cái gì ha. Rồi, bây giờ thì hai bạn có thời gian để mở rào ra. Cùng nói chuyện với nhau nha, trao đổi với nhau. Mở rào. Rồi. Đó. Vâng. Đầu tiên anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh.
Và anh có món quà đặc biệt hơn nữa là hôm nay anh có mang đến chương trình một món quà đặc biệt. Em để hoa xuống đây. Tặng cái gì đây? Chị hoa chị cầm giùm cho. Vâng. Rồi. Cái gì vậy? Vâng, hôm nay là một món quà rất đặc biệt, chỉ là nói chung là em sẽ tặng bạn gái một chú heo khuôn rất dễ thương. Hả? Rồi. Heo là heo con hay cười. Vâng. Vâng, chú heo khuôn này là tự tay anh nuôi ra được và anh muốn sao nãy giờ hai anh em mình cùng nuôi chú heo khuôn này từ một chú heo khuôn và trở thành một chú heo lớn và mình nên ra nhiều chú heo nữa. Em bỏ ra nãy giờ vậy đó mọi người. Dễ thương quá. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn tấm lòng của anh. Nằm kia nó ấm đi em, để đây anh giữ cho. Cưng quá. Để đây cho không để ngoài nó mới lạnh. Em có một món quà gửi cho anh. Trời, tôi nghĩ là sen đá. Ra là em cũng hy vọng mình giống như cái bông hoa này, có nghĩa là mạnh mẽ như sỏi và tâm hồn thì như là sen, và trong sỏi đá sen vẫn vươn mình lên. Em hy vọng em hướng tới con người như vậy, nhìn nó anh có thể nghĩ tới em. Rồi, anh cũng nghĩ thế như vậy. Anh cảm ơn em. Thì em muốn thể hiện cái đam mê và cái sở thích của mình là yoga để em thể hiện cho anh thấy. Rồi, ok. Namaste. Cảm ơn em. Dạ. Em có nhận xét gì về anh khi mà anh em gặp nhau? Rất là ngưỡng mộ anh. Một mình mà thực ra em cũng có nuôi chó và nuôi mèo. Em không nghĩ đến là cái việc mà nuôi heo nó vất vả như thế nào. Em cảm nhận anh ấy là người thế nào? Thực ra ngoại hình của anh thì lúc đầu nghe anh Quỳnh nói mập thì em cũng mường tượng là nó mập lắm. Nhưng mà cũng thực sự là không đến nỗi. Ví dụ như công việc của em bận như vậy thì em thường rảnh vào rỗi vào những ngày nào và giờ nào? À, nếu mà giờ thì chắc là chỉ có cuối tuần thôi, chủ nhật hoặc là chiều thứ bảy. Chúng ta em hẹn hò thế nào? Mong muốn tìm một người có thể ủng hộ cho những cái sở thích của em. Và thường là em hay thất bại một cái điều gì đó thì em hay khóc. Và lúc đó là hy vọng cái lửa còn lại của mình họ sẽ ủng hộ mình. Và anh cũng hy vọng anh là bờ vai cho em, tựa vào những lúc em mệt mỏi vần. Anh suy nghĩ trong anh hồi chưa gặp em là nói chung là không được 90%. Anh cảm thấy em là ok rồi với lại mục tiêu của anh rồi. Mà anh cũng muốn là anh em mình cho nhau một cơ hội, được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Em trả lời anh luôn ha. Vì yêu anh em đã đến đây, cho tặng anh những yêu thương lòng say. Từng lời nói hôm nay cũng chẳng thể nào mang hết những tâm tư của em. Dù rằng đôi chân em vừa gió mây, chính đôi tay anh vẫn giữ tròn vẹn hơi ấm. Sẽ mãi chỉ chào cho riêng anh mà thôi. Yeah. Rồi. Quá dễ thương. Bây giờ để tay vào nút bấm. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Chúng ta bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Yêu thì bấm, rung động thì bấm, không rung động không bấm. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Mời hai bạn. Ô. Bây giờ thì đã bấm rồi, hai bạn hãy nắm tay nhau đi nè. Một cô gái chưa có một mối tình chính thức nào, em có thể xin phép gia đình của bạn ấy để hôn bạn gái mình một cái. Vâng, cháu xin phép bác và hôn em ạ. Cháu rất luôn hồi hộp ạ. Bác cho phép, đó cho phép rồi đó. Nào. Thấy sao? Thấy luôn ạ. Thấy luôn đúng không? Hồi hộp.